Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2024, ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Chư Prong, ngày 15 tháng 9 năm 1954, ngày 15 tháng 9 năm 2024 đã tổ chức lễ phát động cuộc thi bằng hình thức trắc nghiệm qua mạng Internet. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến và trực tiếp, điểm cầu chính tại hội trường 15 tháng 9 của huyện và được truyền trực tuyến tới điểm cầu 20 xã, thị trấn trên toàn huyện. Theo kế hoạch, cuộc thi được tổ chức trong 4 kỳ, định kỳ 1 tuần trên kỳ. Mỗi kỳ thi có 8 câu hỏi. Cuộc thi bắt đầu vào lúc 9 giờ đúng ngày 5 tháng 8 năm 2024 và kết thúc vào lúc 16 giờ đúng ngày 30 tháng 8 năm 2024. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm online qua cổng thông tin điện tử huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai theo địa chỉ http://chuprong.gialai.gov.vn và các trang điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là động lực để toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Chư Prong ra sức thi đua trong công tác, lao động sản xuất, học tập có nhiều đóng góp cho xã hội và là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện ngày 15 tháng 9 năm 1954, ngày 15 tháng 9 năm 2024.